Trong khi chờ gà chín, các cháu lại muốn đi tắm các bạn. Cho nó xuống tắm tí sảng khoái tâm hồn đến đàn cháu gà cho máu. Cháu Tuyền. Đi nào cháu, nhanh lên cho các bạn lớp thèm. Rồi cởi áo ra được rồi. Lấy tuồng đi, ta cái quần đằng này bị tao mặt. Đừng có chạy ra xa nha. Không cái bò rồi đó. Đứng. Để đem mà bán cho. Thôi thôi để nó bán cho cháu, đừng có cởi ra. Một cái cởi, một cái nhìn cởi. Qua đi. Một cái cởi nha. Đem sâu không được. Đừng có cởi, mẹ vui. Vui vui. Không, con lại đứng ra xa. Con lại. Con cười con vô. Con lại bên đây này, một con. Con đây này. Vú ơi, mình mới bơi không ra xa được, bọn nó chưa bơi được ra xa. Con đây này, con cứ đi vô này. Con cười ai rồi. Không. Vú ơi, Vú. Sát vô đây đi em, bọn nó không biết bơi, mình đừng có ra ngoài xa đi. Con biết bơi không? Không biết bơi không? Để bơi đây này. Tao biết bơi. Nếu mà lúc mà bị chìm mà cứ nín thở 5 phút dòng nước tưởng mi chết thì nó sẽ nổi lên. Con sâu lắm đó. Ai tiêu một cái. Đứng cái nữa hả mô. Cái đi sắp hơi rồi. Chân múa 2 tỷ truy rồi. Con sâu lắm đó nha, ngoài nước không cạn đâu đó nha. Cẩn thận đó. Còn đi Xuân. Ui. Ui, mẹ bị chết tàu đó. Đừng muốn mà đi. Tao... Quyền sâu lắm á. Quyền sâu cái gì? Quyền không sâu. Thôi, đi lộn đi. Ngoài đấy, chật chỗ nó vũ sâu rồi, 50 mét á, cái chỗ nó vũ thẳng xuống đấy, mày đừng có đu đùa. 50 mét á. 50 mét là vũ ơi. 500 mét đi. Đúng rồi, nước sâu đó, cổ vũ sâu rồi đó. Sâu chưa? Chỗ mua nước đi xì là sâu. Bơi đây này không này. Đây thôi. Ui, nhưng mà bệnh lắm. Đây nhé. Đây này. Ủa, đây là nó còn sâu. Ai chỗ đây răng cặn. Có phải dâu mà lo. Đứng lên luôn mày quay. Đến chỗ này được rồi, tắm lên chỗ. Này đây này, tắm đây này. Thôi lo cái gậy đem đuôi theo. Đây về đây ngồi vừa lạnh vừa nóng. Đây đây gần. Đây đã lúc tắm tí lạnh người làm gì đây, lạnh lạnh cực kỳ luôn chứ. Đây 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 cũng đã lúc mưa rồi này. Không chìm được mò. Không chìm được mò. Tắm một đi lại nữa cơ. À đứng đứng này, đứng lên chơi cái trò này mới vui này, đứng lên chơi trò này vui này. Thằng Tuyền. Thấy chưa, thấy chưa? Lăng à, cái đi em chả thấy, hơi sâu lại. Lấy đầu đi, lấy đầu đi, lấy đầu lại. Lấy đầu đi này, đầu đi chơi nè. Đầu đi này. Đầu đi em đương. Lấy đi, lấy cái quê này ra đi. Chơi này. Từ từ, từ lại, đã lần lại. Từ nhá, từ từ, từ từ. Lấy cái tay này mở. Lại một lại ba. Rồi. Rồi đẩy ra ngoài tí đã. Rồi. Sang bê tông nhưng mà tắm cho nó cạn nó sạch mà hắn khỏi bẩn không nghe. Tắm ô. Bên bê tông này à. Bỏ bê tông đi kìa. Đi. Đi ra nữa. Không đi bộ thôi. Bên đây đất đến bẩn lắm. Tắm các bạn, chuyển sang bãi bê tông để tắm cho nó sạch. Khi này nó sầu quá và đục. Rồi con cháu sang bên này tắm cho an toàn thôi. Ok, let's go. Trời, rất là ngu. Ôi, thôi, từ từ, bố ơi, bố ơi. Từ từ, đáy đi bố. Không có bố, đứng đầu mình, bắt nha. Từ từ, cho. Rồi, là tắm đây là an toàn ạ. Hai thằng đứng thôi, hai. Hai thằng, chưa bỏ xuống đi, từ bên này đứng này, cùng đóng lại. Hai thằng đứng rồi, bật tôm thôi, hai thằng thôi. Đứng dưới đi. Rồi, đáy đi. Đấy đi, đẩy ra đi. Ôi, yêu chơi, mò cái yếu. Yếu chơi mới thích ạ. Hai người chơi một lần nữa. Cho ba thằng chơi đi. Rồi ra đi. Bắt tuấn ra. Bắt tuấn này.
Tên chó mà. Cái này đâu còn đầu đi chơi thôi mà. Chơi đi. Lên đi. Lên đi. Không có việc răng vô đây chơi lút người mà. Ở đây có lút người đúng không? Lút rồi. Lên đi. Chơi đi. Thoải mái đi. Các cháu tắm rồi các bác, tôi cũng tắm rồi, cũng hơi lạnh, các cháu thích tắm thì cứ tắm thôi. Trong này có mấy đứa không biết bơi thì tôi phải xem mấy cháu tắm đấy. Các bác, lên đi, đứng đây bật tôm mẹ đi. Đứa mau bật tôm đi. Tao không biết. Đây con. Cháu vừa tắm xong rồi, giờ chúng ta quay lại những tiết mục ăn gà thôi các bác ạ. Rét lắm mùa này tắm thế đấy. Chào tất cả anh em trong lớp 11B2. Mình là Quyền, ok. 11B2. A2 có được không? A2 tính chứ. A1. Thơm ngay. Hai đứa có máu tắm lắm. Hai đứa có máu tắm lắm. Ngồi nó nghỉ chị. Ra đứa bật cái phê nè. Thôi, đừng bật nữa mọi người ơi. Này, con đi dép với đứa mà rửa luôn đi. Tắm gì mà. Vàng lắm rồi nhờ. Thơm lưng. Chín chưa anh, chưa anh ở trong chín chưa? Sắp chín rồi. Mới sắp thế này. Tầm 30 phút rồi các bác. Nói là chín đi chứ con. Anh em cũng ngấp ngoài đói hết rồi. Ai cũng đói bụng cá rồi đấy. Dạ, cái cánh tăm nha. Thu câu xong rồi các bác, vừa thu câu rồi. Câu không có cá, thu lên chuẩn bị ăn thịt gà nướng thôi. Thì các bác nhá. Nguồn á, ăn được cái này đấy chứ. Ai tắm cái gì ăn nguồn á. Đối này. Gà là chín đâu. Chưa đang nướng cái trong khuôn cối. Đang khuấy. Ăn được ngoài giờ. Nguồn gì nguồn hơn cái này. Gà này chín đâu. Nướng gì có ai mất mấy cuốn rồi. Cái đầu này. Gà nướng đất có vẻ còn sắp được các bác. Tôi vừa đảo chiều xong. Hơi chạy ra để đất nó lên được trên cho nó chín đều cái là anh em trong tôi. Muốn cá thì em gỡ lại nguồn đi nhé. Cá muốn thành là đó. Cầm đi này xuống bóng. Cháu ăn cái lớp thèm luôn. Ô, trong đây chưa chín thật này. Cầm cái chọc đấy. Chín to á. Chín cuối cùng đây là phải cẩn thận. Tranh thủ ăn tí cá nướng trước. Xong tí ta chín đấu gà sau các bác nhá. Bác Hùng. Ôi này. Đây còn 2 cuốn này Hùng này. Ôi nằm 4 cuốn. Tiền tiếp. Các đây Quyền ơi, các đây Quyền ơi. Quyền đi. Quyền các quay đi, tập trung quay đi Quyền các cái này quay đi Quyền ơi. Vũ. Đứng gần lửa quá. Không, gần lửa chỗ này. Quay đi Quyền, ngồi quay đi chỗ đều. Quay yêu lại cháy mất ạ. Cái bụng này. Không quả đến 1 chọc rút nghiệm nhá. Tiêm đi 10 cái. Đây anh em.
Đó, quay đấy, sau gần 3 tiếng đồng hồ cũng quay được 9 gà nhá. Còn con gà đất thì cũng sắp được rồi. Ta mang con gà này để cho nó nguội đi rồi ta thưởng thức thôi. Mang gà này đất đi, để cho nó nguội đi. Từ từ, đây là giây phút quan trọng nhất. Từ từ đấy làng đi chứ, đi bẩn đi, đang bẩn đi, đang bẩn. Giữa nhà trai và nhà gái. Từ từ. Đó đó, cái đi để cái sau. Lấy lại cái đi. Sao mà. Cái dao cắt đây. Công đoạn nguyên. Hôm nay là gia vị chấm thì bao gồm là muối Bắc Hèn với là tương ớt. Bên nào ăn bên nào cũng được. Rồi, chấm im, chấm im tí nữa. Chấm im cứ bình thường quá mỏi. Nước quá chanh luôn thế. May không dẫm luôn nha. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất. Đi đợi Hùng cái chỗ mà những cái đang lái dưới dưới chuồng á. Khó quá, chủ tư thế khó quá. Chủ như cái đang lái dưới đúng ra dưới sông. Đúng kiểu đang nóng thật được cậu nhờ. Đúng rồi á, nó nguy hiểm đó. Dư em ta lên cái đập phụ đóng em vì chạy ngay đi. Nói vì chạy ngay đi. Đi, đấy đi. À, em vì lạc trôi. Lạc trôi. Khởi ra thử coi. Thì chưa được con đấy thì không. Gà đứng đất thì trong quá trình hơi bể một ít đất rồi. Thành công không được rõ đâu anh em. Đang chờ một lúc cho gà. Hôm trước là em đóng em vì của lạc trôi của Sơn Tùng nhá. Mẹ ra giữa sông đóng mà. Thằng quay hơi chán rồi. Sau đây review con gà. Vừa nướng 2-3 tiếng mới xong. Mời các anh em nhá. Anh em 11 với 2 công an hơi phí. Hợp lý. Cảm giác hương vị. Cảm giác thế nào, hương vị thế nào cháu? Có được không? Tuyệt vời. Gọi là tạm chấp nhận. Chưa cảm nhận được ý. Mà lại miếng nữa. Ba ấy không cảm nhận được các con gà luôn. Rất vừa. Rất ngon. Ngon. Tuyệt vời. Cũng một cả dài này. Lấy luôn. Ồ, đang còn đũa chăng. Ăn được. Không gì đâu. Ồ, tí nó mà mớ nó. Tí mà. Để đây. Cũng quen cái nó đi. Cũng gần à. Này. Xong quên này. Chú quên cắn đi quên này. Đây, bưng đi về thằng mua bưng đi. Đây anh em. Quá trình gà nướng sau tầm 2 đến 3 tiếng này, thằng cháu nó vừa thử nếm nó cảm giác là có dai ngon rồi. Đây, bây giờ em thử một miếng thế nào nhá. Mời tất cả anh em ăn một miếng rồi. Dài đó các bác. Dai ngon. Gà quê ngon hơn là gà công nghiệp nên rất ngon. Đúng không các bác? Mời các bác nha. Để thấy nước rồi đó. Đây gà. Mở gì nè. Ô. Cháy mẹ nè. Gà nướng đất của chúng tôi nhá. Tôi vừa lấy ra bây giờ đang mở ra xem nó thế nào. Coi là thành quả hôm nay gà nướng đất thế nào nhá. Mời anh em ra xem. Thơm à. Mùi thơm ngào ngạt rồi. Thơm không phải cái kia. Ồ, thơm quá. Thơm quá các bác. Kéo kéo nó xé nó. Ồ, trong đây với nóng này, ở ngoài không nóng mấy. Thì trong nó với nóng chứ thằng sâu nó nóng. Nhưng mà nó là dưới bạc mà. Nó giữ nhiệt ở trong để hấp mà. Thì bây giờ bạc nó đánh lại mà bây giờ nó bán nó được mà thế này. Đây đi là giấy nhôm. Quên nhờ. Nóng. Nhôm. À, cái lớp này nè. Đấy rồi, để vào đây. Quần đầm 5 lớp với thằng quần 3 lớp là 8 lớp. 8 lớp. Tức là đầm trước 2 lớp là 10 lớp. Đây đây. Hai con số. Đây đây, ô con gà. Ồ, chín nguồn lắm rồi kìa. Trời ơi. Đấy là tuyệt phẩm các bác. Cái này. Từ từ cho nó nguội. Ồ, cháy cái này. Phần này cháy rồi nè. Phần đấy là bị rơi đất. Hơi cháy một tí đầu. Rơi đất lúc nãy đó. Em hơi nó sao đó. Rơi đất. Rồi. Đó.
Ui trời ơi, thơm quá các bác. Điên, mùi quá ngào ngào luôn. Nước đổ đây, đổ nước vào đây, đổ nước nguồn. Đổ nước vào đây luôn. Để đây, để đây chấm, để đây chấm luôn. Đúng rồi, đúng rồi, hợp lý. Chia, bia chia. Về mô. Mau. Từ từ này. Lại ngồi đấy. Trước khi ăn là từ từ ra, lặt vệ sinh xung quanh để cho ăn nhá. Ok. Ai cũng phải lặt này. Quên vô review kìa. Thôi, review đi. Vũ cái gì view Vũ? Cả Vũ cái gì view cho anh em cả... A1 cả... thấy. Nên tao đi rửa tay cả nữa. Vũ cái gì view anh em A1 thấy. Đi đã. Xe 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 đi. Mặt hết thì để mạng bọn nên đủ. Dạ mình ngồi xe chá. Tao phải đi rửa tay, em đi rửa tay này. Này kiếm chỗ nha, thì mất chỗ đừng nói chi nha. Không cần, đi rửa tay đó. Ôi, review xé xé cái miếng đùi ra cho xem miếng này miếng nhỏ thôi. Nóng. Ô, cậu này nín đi cậu ăn chở vứt đây ra ngay chứ. Cậu lại. Cậu ai đi là bẩn tay rửa. Rồi. Cậu ơi cái đi đi. Cả mi cái này là ngon rồi. Cả mi này. Không ai ăn bánh mì ăn. Thì đấy đi. Quá chất nhá. Ngon quá. Làm vườn. U rồi. Đấy cái xương rồi. Đấy cái xương rồi. Sau quá bẻ đi, bẻ đi. Thời gian ăn được, bị ăn rơi hết luôn á. Đấy chân ra. Ba tiếng này anh em ạ. 3 tiếng hấp trong đất. Đây đây đây. Một phát chặt rồi. Đây này. Không cứ xe thoải mái ấy. Chạy đi, ông còn nước tạm. Ô, không kịp gì tiêu. Kìa, đây này. Chào nước. Máu, đây này. Ôi. Đây này. Ủa gì view này. Ôi. Quân review đi. Đây anh Quân. Cái món gà nướng đất so sánh với món gà quay thế nào đó nhá. Em thử một miếng có chất lượng nó thơm mà mềm luôn cả nhà. Ngồi rộng cái bay. Mời anh em nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngồi rộng cái bay. Đi chứ không? Ngồi rộng nhá. Review anh em thấy mình già. Bố, ngon món chân tương lai. Nói chung là ngon hơn rất nhiều so với gà quay các bạn ạ. Các gia vị nó ngấm đều. À, già, già. Mà mềm, thịt rất mềm. Ồ, rất ngon. Vượt lời ra cái cánh. Ừ. Ngon luôn nha bác, mời cho cái to hòm ấy. Ngon, ngon. Đang ngon bà bác đi. Ăn phải mời các bác kia chứ. Trời ơi. Mời các bác nha. Mời các bác nha. Anh em ạ, ngon nha. Có tuyệt vời. Ừ. Từ ngày kia giò lại bố một cái túi nha. Cảm giác ăn con gà nướng đất nó mềm. Ngấm gia vị đều hơn gà quay rất nhiều vì tất cả các nước nó đều không bị chảy ra ngoài các bác, nó ngấm hết vào trong. Anh em nào khi nào có điều kiện thì thử làm hai món gà quay và món gà nướng đất này, ăn trải nghiệm xem món nào ngon hơn nhá. Nói chung là rất mềm, ngon. Tôi mời tất cả mọi người nhá. Cái này cầm đặc quyền. Anh em mình ăn với chúng ta thôi này. Cả hôm nay là có hôm 5, 6, 7. Ờ em phải quan tâm nhau. 8 người đấy. Chúng ta cùng đi. Mời chủ nhà các bạn. Đây đây. Không có loa. À. Đấy, gà nướng đấy. Mắt ngon. Bố, tạo tác cật. Review, review. Mạch tạo miếng gần nhạnh. Đây. Cậu. Ông, vậy rồi. Gà cực nóng rồi. Ồ, có cái tim thứ nhất này cả mì ăn tim không? Cậu review đã. Cái gầu. Cái già. Ôi, món này toàn ngon. Không nhận ngon. Thôi, để cho quân ấy đi, không anh còn là gà nướng mà. Nói chung là đó. Hai món gà thì theo đánh giá của tôi thì là món gà nướng đất nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Hương vị nó ngấm đều và gà nó rất mềm. Còn con gà quay thì nó mất đi nhiều nước, thịt nó có vẻ là dai hơn nhưng mà không thể ngon bằng con gà mình nướng trong đầm giấy bạc mình bỏ đất vào mình nướng anh em ạ. Anh em nào đi chơi thì làm lấy con gà đi uống đi bạn. Cảm giác như thế nào? Rất ngon các bác. Thôi em chẳng uống thế. Ngon lắm. Mời các bạn ăn tiếp nhá. Ăn đi anh Quân. Ăn hết phần là đùa mà. Đừng mời anh ăn đây. Mẹ ăn thật đó. Thôi xé đi đi. Cắt khó lắm. Từ sáng này. Cậu ơi, nói cho bác cọp rồi. Xé thịt đây này. Quái tổ thịt đây nhìn rất nhiều. Úi dồi. Đây. Mày ăn trong kiểu được 5, 4, 6, 4, 7 nữa mày. Xé nhiều ra. Cái này gà nữa. Xé nhiều rồi. Quay đây này. Quái tổ thịt đây này. Ăn tự nhiên. Cái à hay là một chít chít. Còn cái da cho bài không ăn da thôi. Ngon nhỉ. Ngon luôn nhá. Mềm hơn nhiều này. Trứng ngon. Đúng ngày mai đây chỉ làm một quân anh đi. Quân mồ cũng ngon. Chưa ăn thì không gì đâu. Khởi ra đây này, khởi thịt ra đây nhá. Nói thật sự gà đúng nhà một ngoại yếm đúng rồi. U nóng. Ăn thay rau nhiều lắm. Ăn thay rau.
nhiều gà, cực kỳ nhiều gà. Lấy ra, gà nó không quấn. Ô gà thả mà anh. Cái vị nuôi 500 con là để lại 50 con được ăn dần mà. Đánh nhiều đứa này. Nói thẳng là phải lấy ra ăn luôn. Cho cái đất vào. Gì? Vào đánh mì vậy? Da của nó là ngon. Con này cái gì cho mềm hơn con này? Để da làm nhiều. Nó mềm hơn. Nhớ đôi cậu cần nửa cái nào. Đấy. Ngồi ăn nó phải quỷ ai vậy cháu? Chỉ thấy có quát được cảnh đẹp nữa. Quỷ có để ý miếng mua con chết ăn. Cao mà ngồi cao. Quán ra để. Sương còn vẫn nha, để lại nhận đi kháo vào nha. Trời ơi, hết lạc quá, sương trở. Nguồn nhỉ, đúng cả đây ngồi. Rồi. Đuôi ai nè. Cả nào mà. Không, gà hấp. Đây là cái ăn. Review miếng sương. À, miếng da. Cả bọc nước ngon sẵn, cả bọc đất. Cần kín này. Cần kín này đánh đi. Ê, ngon quá, hồi. Vẽ nè. Nhìn bọc cả ngon ngon bay. Làm đi ok rồi. Mỏi. Xong. Đây anh em. Tôi thử một miếng ăn cảm giác thế nào, miếng to này nhá. Thử đi. Vừa vừa thôi. Thật sự mềm ạ, ngon lắm. Con gà nướng đất nó thật sự là nó ngon hơn rất nhiều so với con gà quay. Con gà quay nó khô, nó hương vị nó không còn nhiều. Con gà nướng đất này nó ngấm ngáp đầy đủ các hương vị. Là thôi. Thật sự là ngon. Anh em nào có chuyến đi chơi ra ngoài hay thích nhà thì nên làm những món gà nướng đất này ăn, ngon lắm. Nó vừa dễ hơn là con gà quay, mình không phải trông chờ nó nhiều. Mình cứ đầm giấy bạc lại, nắm đất lại là ta nướng đều tầm 2 tiếng rưỡi hoặc 3 tiếng là ok. Mời các bác nhá. Xì. Rất đầu tiên thì cơm pháo này còn một nửa cái mặt nạ nữa kìa. Phải kìa em. Mặt nạ nó còn tí à. Mặt nạ. Ăn xong bay vừa dọn thì hết vệ sinh bay được về bay nhá. Rồi. Anh em cầm lên ăn miếng nữa. Để tắt máy quay nó vứt đế ở cái gì đi. Quyền làm chết đi Quyền. Anh em làm chết à. Ừ, chứa cho mà ăn. Làm phá đi cười, kệ hát. Quay. Quay bóc nào. Thế bệnh mì bạc mì chẳng. Ngon. Phê. Anh em. Bú. Hả lại gì vui hả? Gì vui. Mì cũng chấm được ngơ, tàu chấm ạ. Phát biểu cảm nghĩ coi là có ngon không chứ? Cảm nghĩ chứ đi. Chứ ăn nhau một lần nữa. Mà. Chờ ai ăn là cũng quá ngon. Vô ăn cơ mà. Chuyển tay đi. Rồi, nâng quần. Chuyển tay đi. Đây. Xuân ngại gì nhỉ? Con người thì chịu ngay ăn tiểu nước kìa. Đây, chờ mình sẽ ăn. Dạ. Ăn dưa nóng quá. Nhân đây để cậu ăn nốt cái mùi này. Chị á. Thì mẹ khó đi nè nha. Đấy, bánh mì ăn. Thôi tao cảm cảm đi, tao về nha. Về thôi. Thằng đấm cây mà. Cảm thấy về rồi. Nó thật sự theo cảm nghĩ của tôi thì hai món gà quay và món gà đầm giấy bạc nướng đất thì con gà nướng giấy đất nó sẽ là ngon hơn rất nhiều. Và nó ngấm đều gia vị. Anh em nào có đi chơi đi picnic thì cứ làm món gà nướng đất mà ăn nó cực kỳ ngon, thơm. Gà quay nó thực sự là mình quay nó mất hết cái hương vị nhiều đi rồi nó rơi đi rồi nó phải ngon bề ngon cái lớp da bên ngoài này nó sẽ ngon nhưng mà trong nó rất khô anh em ạ. Nên là ta làm nó là nướng đất là ăn nó rất ngon, rất thơm. Thôi mời anh em ăn cùng chúng tôi nhá. Tôi sau một hồi chúng tôi đã nói chung là giải quyết xong hết vấn đề rồi. Hai con gà đã tròi hết gọng rồi các bác. Không còn gì nữa rồi. Nói chung là chuyến đi chơi hôm nay thì rất thành công rực rỡ rồi. Đây bên này là hồ nước này. Đây, đây là hồ. Anh em nhớ xem và đăng ký kênh nhá. Đây. La xa, đăng điểm kênh này là trên một like và một subscribe. Một nhánh của hồ là mình đặt được đây bạn, là gọi là thủy điện Dốc Cái các bác. Anh em nào mà muốn đi chơi muốn chung nick hay là ấy thì xin liên hệ tới bọn em nhé, bọn em dẫn lên chơi thoải mái luôn, có nơi tắm, có nước sạch, đi không phải thoải mái, trời mát. Đây.
Phong cảnh thì thật sự là không phải chê, rất đẹp các bác này. Đó, xung quanh đấy. Đây chưa đi nào, đây chưa đi nào, đây chưa đi nào. Thà khó. Thôi chú cháu chúng tôi chào tạm biệt mọi người nha. Chúng cháu tôi chơi rồi, tắm rồi, câu rồi, đánh chài rồi, giờ ăn gà xong rồi. Thôi chào mọi người, chúng tôi về đây. Mọi người xem video cảm thấy hay, vui thì cho tôi xin một like và một đăng ký nhá. Xin cảm ơn mọi người. Một like, một đăng ký. Tôi ơi, một subscribe. Quên đấy, quên đấy.